mình đầu tắt mặt tối, là mình không có gieo được cái duyên bố thí nữa. Rồi cuối cùng là người khác xài cho mình không xài. Cho nên mình phải chia ra, trong kinh Đức Phật nó phải chia ra. Chia ra để bố thí, để cúng dường, để làm phước. Nếu mà cúng dường tam bảo, bố thí cúng dường cho chùa thì gọi là cúng dường. Còn nếu mà giúp đỡ người này kia gọi là tặng cho biếu, hay là gọi là giúp đỡ cho người nghèo khổ gọi là bố thí. Vậy thôi. Bố thí cho bàn sanh có 100 lần công đức xá tá ngũ nát. Nếu ai cúng dường làm phước cho súc sanh á, thì rách cha nó cái tà giá, là súc sanh đi đầu đuôi ngang nhau, thì cái người này có 100 lần công đức phước báo, 500 kiếp không bị chết đói. Trong chú giải, trong cái chú giải của tạng kinh, bố thí một lần như vậy cho một con chim con chóc nó ăn á, là 500 kiếp không bị chết đói. Còn bố thí cho các người bạn đạo mình đây nè, các nhà sư nè, thì vô lượng phước báo bao la.